Đây sẽ là nơi đặt các hũ tro cốt từ chùa Kỳ Quang 2 nếu thân nhân có nguyện vọng. Sau khi xác định được danh tính của các hũ tro cốt, đó là ý kiến đề xuất của chùa Vĩnh Nghiêm với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn giúp người dân an tâm, giúp chùa Kỳ Quang sớm giải quyết được những khó khăn trong giai đoạn này. Khi mà nghe chùa Kỳ Quang bị cái gọi là cái sự may xảy ra như thế thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái việc trách nhiệm, con ngựa đau cỏ tàu bỏ cỏ thôi, nó không ai mong muốn cả, nhưng để chia sẻ cái sự bất an đối với bà con đồng bào có thân nhân gửi tại chùa Kỳ Quang, chúng tôi xin đón nhận tất cả những thì cốt nào nếu như bà con không muốn lại để lại chùa Kỳ Quang mà không yên tâm chẳng hạn như thế thì có thể rước về chùa Vĩnh Nghiêm này, thì chúng tôi cũng hoàn toàn không biết không có gì cả đó, bởi vì chúng ta giáo hội là mình chúng ta được phục vụ là chính. Nên trong cái lúc mà hoạn nạn, lúc mà xảy ra cái như thế này thì giáo hội ta trách nhiệm chúng tôi là phải trợ tất cả cái việc đó, để thứ nhất là mình làm cái việc tâm linh, thứ hai là việc an ninh trật tự xã hội. Chùa Vĩnh Nghiêm thì tương đối là cũng là nhiều cốt, nhưng mà chúng ta tránh cái tình trạng quá tải là chúng tôi làm nhiều khu, nếu mà để hết khoảng 40.000 chúng tôi có quy trình quản lý bằng sổ, bằng sơ đồ có mã số, nó quản lý bằng sổ sách, cập nhật nó vào mạng và hệ thống vi tính để quản lý, thì là sẽ biết được từ người mất đó tên gì, ngồi ở vị trí nào, học số bao nhiêu, thì gia đình tìm rất là dễ. Trải qua cái việc chùa Kỳ Quang thì chúng tôi cũng có kinh nghiệm là dưới cái cốt là một chuyện, nhưng mà dưới đằng sau nó thì mình ghi tên trực tiếp vào cái cốt đó của ai, dù có rất hình nhá thì vẫn ghi tên nó vẫn còn, là để tránh trường hợp như sau này xảy ra động đất này ạ, cái đó là ngoài ý muốn rồi, không ai nói ra. Tại sao này sẽ xin nhà nước mình đầu tư hẳn một khu quy mô tầm cỡ quốc tế cũng như các nước Nhật Bản hay Đài Loan chẳng hạn như thế, mình có thể làm một cái khu thay vì một cái chung cư cho người sống thì mình làm một cái chung cư để cho những người quá cố, để mình đề nghị thứ nhất là mình đảm bảo và an toàn và tiết kiệm nguồn tài nguyên đất cho nhà nước, và thứ nhất hai là các gia đình để cũng rất là an tâm. Các Phật tử chúng ta thì thực sự mà nói thì chúng ta cũng không nên nặng nề về vấn đề hài cốt, bởi vì hài cốt chỉ là những cái phi vật, cái cốt của người quá cố thân nhân. Các cụ thì do cái năng lượng tu tập, do cái sự cầu nguyện và sự thành tâm của con cháu thì các chân linh nó mong muốn các cụ được siêu thoát, mong muốn các cụ được về những cảnh giới tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, được về những cảnh giới an lành, chứ mình không muốn các cụ ở trong ngũ luân mãi, đúng không? Vì ngày nào chúng ta cũng muốn cầu nguyện các cụ siêu thoát mà, chúng ta có đâu cầu nguyện các cụ ở trong ngũ đó hay ở đây mãi mãi đâu. Nên là chúng ta, đấy chỉ là những cái di vật, di cốt để chúng ta kết nối giữa người quá cố và người hiện tại.